tuyến trên đường về. Đây là chỉ có chiếc MTZ 50 nè, đang chuẩn bị. Mà thấy cô bé cái con người cũng đang được nắng. Đỡ bánh sao luôn. À, cô bé nó ngập mất tiêu cái xích luôn. Chờ nó kéo mì lên dốc mình coi các bạn. Chú tài xế nó gà đang đứng trên nóc gà mình chạy rồi lên dốc coi nó kéo mì lên nha, nó đang vét một tiếng rồi nó ngập ráo, sẽ ngập tới bờ luôn. Chưa có chiếc gà pho, nó gà pho xong sao nó đang đậu chờ nằm xuống kéo mì luôn. Mình coi xe MTZ 50 nó kéo mì lên dốc hồi vừa tiếng các bạn. Gào này nó hết rồi đó. Đổ số rồi. Không đề máy rồi đó. Còn đó không? Đâu rồi. Trời ơi, cô bé nó ngâm cái nước luôn. Lên chưa? Chờ nãy giờ. Em vô số rồi đó. Tôi biết quẹo đâu nè, quẹo về hướng Tân Châu á. Không biết, đón đại biết đúng không? Thấy không? Thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Không biết, cái quan trọng là của chủ nào thôi. Đó, thấy chưa? Tại vì mấy lần thấy cái xe này là tiên kéo về bãi trên đây không à. Chạy cũng góp lắm nè, coi cũng lên ga cũng chạy nè. Lỗi, tôi nhìn tôi không ra, tôi không biết chiếc này chiếc gì đó. Bữa hỏi ông mới biết MTZ 50 nó còn đâu. Rồi sao nữa, ông xuống không làm gì vậy? Một số xe này nè, khi mà ta chạy đường dài á là ta tháo cầu sau ta bỏ. Gỡ hẳn nó luôn. Tháo cầu trước ta bỏ luôn, chỉ chạy thôi. Cho nó nhẹ máy. Lên ga chạy chú ơi. Con trời đứng nắng quá rồi. Cái cổ
xong rồi đường đang làm chạy không nhanh nữa.